chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm món mực ống nhồi nấm kim châm nướng nha cả nhà. Đây là nguyên liệu mình chuẩn bị xong rồi nè. Bây giờ mình dồn vô rồi mình đi nướng nha. Dồn nấm xong rồi nha cả nhà, giờ mình đem đi nướng nha. Nướng còn ngon cha. Nướng chắc ăn ngon. Chạy nước miếng. Nha, con có thích ăn mật đâu. Chứ con thích ăn cái gì? Ăn cái gì? Mình thích ăn thịt chiên hả? Mình thích ăn thịt chiên mình nướng xong rồi nha cả nhà, mình gấp lên nha.
Rồi, như các bạn đã thấy nãy giờ bà xã mình đã làm món nấm kim châm, nhồi mực ống và nướng nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món này và dùng cái bữa cơm gia đình cùng với gia đình của mình ha. Bây giờ mời tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Con từ từ con ăn sao. Rất là ngon nha các bạn. Mình thử một miếng nha. Ăn mệt. Từ. Chấm đi chấm cho má. Con lấy tay ra để nó cũng khó. Cơm. Rất là ngon nha các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Sao tụi con được ăn mà cha ăn đạn? Nhấm đâu ra? Nhấm này nè. Mời cả nhà nha. Giống mà con. Mày ăn nấm đâu con? Giống mà. Nấm này ngon lắm nè. Ngon. Dung nghe các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin chào. Ừ, dạ. Không, ngồi, ngồi.